Sau 13 tập phát sóng, mùa đầu tiên của Đệ Nhất Mưu Sinh đã khép lại. Ở mùa tiếp theo, diễn viên nhà sản xuất Tiến Luật sẽ thay thế Duy Khánh để góp mặt trong chương trình đồng hành cùng Huy Khánh. Trong mùa 2, Huy Khánh và Tiến Luật sẽ đến Bình Dương và Đồng Tháp để mưu sinh kiếm tiền. Khi gia nhập Đệ Nhất Mưu Sinh, Tiến Luật bày tỏ anh không nhận lời góp mặt ở quá nhiều chương trình truyền hình vì sợ khán giả xem nhiều sẽ thấy chán. Vì vậy anh chỉ nhận lời tham gia một số chương trình phù hợp với bản thân. Với Đệ Nhất Mưu Sinh, anh đồng ý ngay vì thấy quy những giá trị nhân văn tại chương trình. Khi mới vào nghề, tôi là người không có gì và phải chật vật kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống. Trong một lần tình cờ xem chương trình, tôi đã thích ngay vì đồng cảm với những con người ngày đêm làm việc tạo ra giá trị cho cuộc sống này, Tiến Luật bày tỏ. Tiến Luật đồng hành cùng Huy Khánh tại Đệ Nhất Mưu Sinh mùa 2. Tiến Luật trải lòng từng gặp nhiều khó khăn vì không có nhiều thu nhập ở thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp. Anh tiết lộ không có tiền đổ xăng phải dắt bộ, từng phải vá bánh xe 5 lần trên đường đến sân khấu tập diễn vì vỏ bánh xe quá mòn không có tiền để thay mới. Khi nhận được cơ hội công việc, Tiến Luật đều cố gắng làm hết sức, dù tiền lương có ít cũng không than vãn. Tiến Luật kể thêm, có lần kia tôi nhận được vai quần chúng trong phim Hàn Mặc Từ mà mừng đến mức mất ngủ. Tôi chuẩn bị tương tất, sau đó đợi từ 5:30 sáng đến 16 giờ chiều mà vẫn rất vui vẻ chỉ để quay cảnh quỳ trong nhà thờ. Vì cần tiền, Tiến Luật đã làm đủ nghề để sống, từ phát tờ rơi cho sân khấu đến diễn rối cạn, làm rối lùng, tất cả những công việc nào kiếm ra tiền một cách lương thiện anh đều làm hết. Tôi diễn từ sân khấu khu nhà giàu tới các xóm ổ chuột.